săn bắn thanh kiếm chính nghĩa sẽ đưa mùi chơi giấy của ngươi đến địa ngục. Lão, hãy để cảm nhận sự phẫn nộ tức giận của ta nào. Lão tử để bảo vệ danh dự. Sức mạnh của ma pháp có thể khống chế được cái chết, chúng ta mới có thể thống trị.
thả ngựa qua đây. Người nói đi, còn có thể trở về những ngày tháng yên bình được không? Sáng bảo vệ các trường. Bố đây, bố đây. Bố đây, nè, con bố đây nha. Các người đã rời vào bẫy của ta.